Em bán bộ núm nhôm khuyến mại Amly cho các bác. Đây. Đây, bán núm này nhá, khuyến mại em Amly lại cho các bác. PN 8825 mã. Anh em cần nhìn mặt này là biết là nó sẽ là như nào rồi. Đây là một chiếc Amly hàng siêu tầm cực đẹp. PN 8825 mã. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé. Đây các bác nhìn lúm lút này, siêu đẹp luôn. Mấy chục năm rồi đấy các bác. Đây. Đấy. Đấy. Cho các bác xem cả đằng sau cũng đẹp nhá. Đẹp long lanh luôn. Núm này nó bằng nhôm phay các bác nhá, bán rất là giá trị đấy. Và em bán núm em khuyến mại Amly này. Đấy. Đây, các bác nhìn nhá, nhìn kỹ cái model này. Model là 8825 mã. SA 8825 mã. Đây là dòng Amly stereo hai kênh đấy, stereo của PN Nhật nội địa, sử dụng điện 100. Cái dòng 8825 mã này nó không có dòng điện 220 nhá. Nó chỉ làm nội địa thôi. Đấy. Dòng này sử dụng hai biến thế nguồn độc lập, chạy 8 sò than. Các bác biết rồi, em đã review rất là nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng về một vài em sưu tầm hàng, sưu tầm cho các bác, nó đẹp. Cỏ nhưng mà đẹp. Đấy. Các bác chơi nhạc vàng với những em piano dạng này rất là đẹp, rất là hay. Đấy. Ngoài ra thì lô này em về thêm được 7800 trơn. Đấy, rồi 1150. Đấy, 1150 MK2. Rồi equalizer. Đó. Đặc biệt là mấy em mặt trắng này em tuyển cho các bác, những em rất là đẹp chơi Tết. Các bác mua dần đi là vừa. Từ giờ đến Tết là dự báo là hàng nó sẽ còn lên nhiều. Bởi vì hiện tại bây giờ cước về cực kỳ cao. Cước về rất là cao. Cứ nghĩ là Covid thì nó sẽ ảnh hưởng là hàng nó sẽ rẻ đi, nhưng mà cuối cùng lại ngược lại. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là khó khăn nhất là cái đường vận chuyển. Cái nguồn hàng thì không thiếu các bác nhé. Cái nguồn hàng thì không thiếu, nhưng mà vấn đề là nguồn ở bên kia, ở bên nước ngoài thì nó đang dư rất nhiều. Bởi vì nó không về được, nó vẫn cứ tồn ở bên kia. Bên kia thì có rất nhiều, nhưng vấn đề là không về được mình. Mà có về được bên mình thì cũng không thể nào về được những cái shop, bởi vì là đường vận chuyển nó rất là khó khăn. Nước ngoài vận chuyển đã khó khăn rồi, trong nước vận chuyển khó khăn, cước lên rất cao. Bây giờ cước nước ngoài cũng cao. Bởi vì sao? Bởi vì là nó bị qua rất là nhiều những cái thủ tục kiểm định rồi này kia, cho nên chi phí đội lên rất là lớn. Đấy, rồi là gì ạ? Rồi là ở trong nước mình cũng vậy. Các cái chi phí các bác biết rồi, bây giờ lái xe người ta đi, người ta cũng phải test Covid thì nó cũng phải vào chi phí vận chuyển. Đấy, rồi người ta vận chuyển thì ngày xưa thì vận chuyển ví dụ người ta kèm được, ví dụ hàng người ta có thể kèm vào những cái xe khách hoặc là xe tải, người ta nhiều hàng một chuyến người ta lại chi phí, nhưng bây giờ thì nhiều khi nó không đủ chi phí, do đó cước là phải tăng thì mới đau đủ chi phí được. Đấy. Đây là những em hàng tuyển về cho các bác. Đấy. 607 extra những em tuyển. Đây là 890D. Còn đây là một em đờ lông A1D. Em này là dòng xem phim, nhưng em này xấu lắm. Em này cực xấu. Ben thì đây. Em này thì hàng khủng 7.1 của đờ lông.
Em này nếu mà bác nào lấy em thanh lý cho các bác. Em này nó về nó xước tùm lum, xước kinh khủng luôn. Em này rất là gấu của đàn ông. Mà xước sát hết này. Cọ xước hết. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.